Lần đầu tiên trong lịch sử loài người, chúng ta có thể nói rằng loài người đã chạm được vào mặt trời. Khi tàu thăm dò mặt trời Parker Solar Probe lần đầu tiên bay qua lớp ngoài cùng của mặt trời, được gọi là vành nhật hoa, vào ngày 28 tháng 4 năm 2021 để thu thập các hạt và đo từ trường của mặt trời, theo NASA. Theo Thomas Zurbuchen, phó quản trị viên của Ban Giám đốc Sứ mệnh Khoa học tại trụ sở NASA ở Washington DC cho biết, tàu thăm dò Parker đã chạm vào mặt trời và đó là một khoảnh khắc tuyệt vời đối với khoa học về năng lượng mặt trời, cũng như một kỳ tích thực sự đáng chú ý. Cột mốc quan trọng này không chỉ cung cấp cho chúng ta những hiểu biết sâu sắc hơn về quá trình tiến hóa của mặt trời và tác động của nó đối với hệ mặt trời của chúng ta, mà mọi thứ chúng ta tìm hiểu về ngôi sao của chính mình cũng dạy chúng ta nhiều hơn về các ngôi sao trong phần còn lại của vũ trụ. Mặt trời không phải là một quả cầu rắn trong không gian, mà là một nồi sút plasma dày đặc với lớp ngoài mỏng giống như một bầu khí quyển, được gọi là vành nhật hoa. Nó là nơi các vật chất thổi ra khỏi mặt trời vẫn nằm trong lực kéo từ tính của mặt trời, nên chúng không thể thoát ra ngoài không gian. Giống như một tên lửa rời trái đất, nếu vật chất từ mặt trời thổi vào không gian đủ nhanh, nó có thể thoát ra khỏi vành nhật hoa và trở thành gió mặt trời, thoát vào hệ mặt trời rộng lớn hơn. Do đó, ranh giới phân chia giữa vành nhật hoa và gió mặt trời không rõ ràng, mà chỉ đơn giản là vẽ một vòng tròn xung quanh mặt trời. Ranh giới thực của lớp ngoài của mặt trời được gọi là bề mặt tới hạn, Anven, gọi tắt là ACS, và cho đến nay vẫn chưa rõ ACS thực sự nằm ở đâu. Bằng cách chụp các hình ảnh từ xa của vành nhật hoa, cùng với các dữ liệu khác, các nhà khoa học đã ước tính rằng nó trải dài từ 10 đến 20 lần bán kính mặt trời từ bề mặt của mặt trời, hoặc khoảng 4,3 đến 8,6 triệu dặm. Tàu thăm dò Parker đã đi trên quỹ đạo xoắn ốc dần thắt chặt quanh mặt trời kể từ khi nó được phóng vào năm 2018 và vào lần thứ 8 khi đi xung quanh ở khoảng 18,8 bán kính mặt trời, nó đã gặp phải các điều kiện từ và hạt quan trọng cho thấy nó đã vượt qua ACS và đi vào vành nhật hoa của mặt trời. Những phân tích từ thiết bị thu thập hạt trên Parker Solar Probe cho thấy gió mặt trời ở gần ngôi sao này có những diễn biến khó hiểu khi từ trường đảo chiều. Gió mặt trời khi đi ra sẽ có hình xoắn kiểu chữ S trước khi bay thẳng. Những hình xoắn này không phù hợp với bất kỳ mô hình nào trước đây và các nhà khoa học vẫn chưa giải thích được. Chuyến đi đầu tiên của tàu thăm dò tới vành nhật hoa dù chỉ kéo dài trong vài giờ, nhưng khi chu kỳ mặt trời cách mỗi 11 năm bắt đầu, vành nhật hoa sẽ mở rộng ra bên ngoài, tạo cho tàu thăm dò thêm nhiều cơ hội bay qua nó lần nữa. Trong quá trình bay ngang qua mặt trời, tàu thăm dò Parker cũng đi qua vành nhật hoa vài lần, chứng minh rằng ACS không phải là một lớp vỏ nhãn mà chứa đầy các gợn sóng, gai và thung lũng. Việc xác định cách thức những điểm bất thường này phù hợp với hoạt động trên bề mặt mặt trời có thể là chìa khóa để xác định các sự kiện trên bề mặt của nó, ảnh hưởng như thế nào đến vành nhật hoa và cuối cùng là gió mặt trời. Theo Nao Araofi, nhà khoa học thuộc dự án Parker tại Phòng Thí nghiệm Vật lý Ứng dụng Johns Hopkins ở Maryland cho biết, chúng tôi thấy bằng chứng về sự tồn tại của vành nhật hoa trong dữ liệu từ trường, dữ liệu gió mặt trời và trực quan trong hình ảnh. Chúng tôi thực sự có thể nhìn thấy tàu vũ trụ bay qua các cấu trúc vành đai, có thể quan sát được trong nhật thực toàn phần. Chúng ta đã biết được rất nhiều điều về ngôi sao duy nhất của hệ mặt trời, nhưng vẫn cần đến một nhiệm vụ như Parker Solar Probe để tiến vào tầng khí quyển mặt trời. Chỉ sau 3 vòng bay quanh mặt trời, chúng tôi đã thu thập đủ dữ liệu để thay đổi nhiều kiến thức từ trước tới nay. Trong lần bay thứ 8 của mình, tàu thăm dò Parker chỉ cách bề mặt dưới 15 bán kính mặt trời và cuối cùng nó được dự đoán sẽ tiếp cận ở mặt trời trong vòng 8,86 bán kính so với bề mặt. Chuyến bay tiếp theo của nó được lên kế hoạch vào tháng 1 năm 2022, nơi nó có khả năng sẽ đi qua vành nhật hoa một lần nữa. Vành nhật hoa có thể nóng hàng triệu độ C, vậy làm cách nào mà tàu thăm dò Parker có thể đến gần bề mặt mặt trời đến như vậy? Quả thực, môi trường trong bầu khí quyển của mặt trời rất khắc nghiệt, nóng, ngập tràn bức xạ và ở rất xa trái đất, nhưng Parker Solar Probe được thiết kế để tồn tại. Chìa khóa nằm ở sự phân biệt giữa nhiệt độ và sức nóng. Nhiệt độ, temperature, đo tốc độ chuyển động của các hạt, trong khi nhiệt, heat là tổng năng lượng mà chúng truyền. Vành nhật hoa cực kỳ mỏng và có rất ít hạt ở đó để truyền năng lượng. Vì vậy, trong khi các hạt chuyển động nhanh, tức nhiệt độ cao, chúng không thực sự truyền nhiều năng lượng cho tàu vũ trụ, tức nhiệt thấp. Nó giống như sự khác biệt giữa việc đặt tay vào lò nướng so với đặt tay vào nồi nước sôi.
trong không khí của lò nướng, tay của bạn không bị nóng như khi chạm vào nước đặc hơn của nồi nước đang sôi. Parker Solar Probe đã được phát triển để nghiên cứu mặt trời từ khoảng cách gần hơn bất kỳ tàu thăm dò trước đó. Và nó có thể tồn tại được nhờ tấm chắn nhiệt làm bằng vật liệu carbon composite tiên tiến, có thể chịu nhiệt độ lên tới 2.500 độ F, khoảng 1.377 độ C. Điều này có tác dụng cắt ngang sức nóng của mặt trời, giống như cách một chiếc xe đua phá vỡ vùng không khí phía trước và tạo ra một luồng gió phía sau. Trong không gian phía sau xe đua, một chiếc xe khác gặp ít sức cản của gió hơn và thực sự có thể tăng tốc nhanh hơn so với khi nó ở phía trước. Tương tự như vậy với Parker Solar Probe, tấm chắn nhiệt của nó đẩy nhiệt ra xa, để lại đầu giò và các thiết bị đằng sau nó có thể trải qua một nhiệt độ dễ chấp nhận hơn nhiều, cho phép chúng không bị tan chảy vì sức nóng. Đây là một trong những sứ mệnh nghiên cứu khó nhất của NASA. Cho đến nay, phần lớn các nghiên cứu vành nhiệt hoa của mặt trời được thực hiện thông qua các kính viễn vọng trên mặt đất hoặc các vệ tinh nhân tạo trên quỹ đạo quanh trái đất. Sứ mệnh đầu tiên nghiên cứu khoảng không gian giữa hành tinh của chúng ta và mặt trời là tàu thăm dò Helios 1, được phóng vào vũ trụ ngày 10 tháng 12 năm 1974 đến ngày 15 tháng 3 năm 1975. Con tàu đã ở cách mặt trời khoảng 47 triệu km. Sau Parker, đây là khoảng cách gần mặt trời nhất mà một thiết bị nghiên cứu do con người tạo ra đã đạt được. Tàu vũ trụ liên lạc với những người điều khiển sứ mệnh trên mặt đất thông qua mạng không gian sâu. Bằng cách gửi tín hiệu đến Parker và phân tích thông tin được trả về, các kỹ sư tại trung tâm bay vũ trụ Goddard xác định khoảng cách tàu vũ trụ đến mặt trời cũng như vận tốc của nó. Với trọng lượng khoảng 635 kg, Parker Solar Probe tương đối nhẹ đối với một tàu vũ trụ, nhưng nó được phóng lên vũ trụ trên một trong những tên lửa mạnh nhất hành tinh, tên lửa đẩy Delta IV Heavy do United Launch Alliance sản xuất. Chắc hẳn bạn sẽ hỏi tại sao lại cần tên lửa mạnh đến vậy? Bởi vì phải cần rất nhiều năng lượng để một tàu vũ trụ đi đến mặt trời. Trên thực tế, năng lượng cần thiết này gấp 55 lần năng lượng để tới sao hỏa. Tàu thăm dò mặt trời Parker cũng sẽ phá kỷ lục tàu vũ trụ nhanh nhất trong lịch sử. Trên quỹ đạo bay cuối cùng của nó, gần mặt trời nhất, tàu Parker sẽ đạt tốc độ nhanh hơn bất kỳ tàu vũ trụ nào do con người tạo ra, lên tới 692.017 km/h, tương đương 192.227 m/s. Nếu bạn chưa hình dung được tốc độ này nhanh đến mức nào, thì hãy tưởng tượng tốc độ 692.017 km/h đó là đủ nhanh để đi từ New York, Mỹ đến Tokyo, Nhật Bản trong vòng chưa đầy 1 phút. Trong sứ mệnh bay cuối cùng của mình, tàu Parker sẽ tiếp cận mặt trời ở khoảng cách gần nhất. Tàu sẽ bay ở độ cao 6,1 triệu km so với bề mặt mặt trời, trở thành tàu vũ trụ đầu tiên trong lịch sử chạm gần nhất đến ngôi sao khổng lồ này